Chính phủ nói gì về đề xuất áp dụng biện pháp cao nhất với Đà Nẵng? Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 3 tháng 8, báo chí đặt câu hỏi cho người phát ngôn chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, về quan điểm của chính phủ thế nào trước đề xuất của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân về việc áp dụng kinh nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc để cách ly Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc đến ổ dịch tại 3 bệnh viện ở Đà Nẵng và khẳng định khi phát hiện đã khoanh vùng ngay. Khu dân cư sống gần các bệnh viện và các cửa hàng kinh doanh xung quanh, cũng như là những người thân thăm và chăm sóc bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đều được khoanh vùng và kiểm soát rất chặt chẽ. Quan điểm chung là các vùng dịch chúng ta phải khoanh và dập, đám lửa to, khoanh to, đám lửa nhỏ, khoanh nhỏ và dập tắt, ông Dũng nhấn mạnh. Dẫn chứng khi có ca nhiễm ở thôn Bùi thuộc tỉnh Thái Bình, ông Dũng cho biết việc giãn cách xã hội chỉ được thực hiện trong phạm vi thôn, tức là chỉ khoanh vùng với bán kính nhỏ vừa đủ để dập dịch nhưng vẫn bảo đảm kinh doanh thông thường của nền kinh tế. Hiện phần lớn các địa phương chưa có dịch, chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19, có địa phương có ca nhiễm nhưng do xuất phát từ ổ dịch Đà Nẵng. Vì vậy phải tính toán làm sao phản ứng vừa đủ chứ không đưa ra trạng thái cứng quá, người phát ngôn chính phủ nói. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng nhắc lại bài học của Singapore khi dịch bùng phát ở khu ký túc xá công nhân, nước này đã đóng cửa toàn quốc, khiến sau đó phải chi trả hơn 100 tỷ đô la Singapore để giải cứu nền kinh tế. Trong khi 99% số lây nhiễm COVID-19 ở Singapore thời điểm đó là trong khu ký túc xá công nhân. Nhiều chuyên gia của Singapore cho rằng chỉ cần cách ly khu ký túc xá đó là giải quyết được vấn đề, không cần đóng cửa toàn quốc vì nó gây hậu quả vô cùng lớn. Nhấn mạnh quyết định thực hiện giãn cách phong tỏa thế nào là vấn đề rất quan trọng, người phát ngôn chính phủ cho biết Thủ tướng sẽ tiếp tục nghiên cứu ý kiến của Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Làm sao để hợp lý đảm bảo thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Trả lời thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhắc lại quan điểm của Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng dịch ở Đà Nẵng đã âm thầm lây nhiễm trong vòng 1 tháng và diễn ra 2 đến 2,5 chu kỳ, vì thế phải chuẩn bị tinh thần áp dụng biện pháp cao nhất. Chúng tôi tiếp thu và nghiên cứu phương án của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra để áp dụng phù hợp với tình hình dịch bệnh, ông Cường nói. Về việc khống chế dịch ở Đà Nẵng, ông cho biết Bộ Y tế đã cử đoàn công tác nhiều kinh nghiệm nhất do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn, sẽ ở đến khi nào hết dịch. Trong đoàn cũng có đội điều trị, đội dập dịch rất nhiều kinh nghiệm, gồm các bác sĩ từng tham gia dập dịch ở Bạch Mai, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng trực tiếp vào Đà Nẵng. Tất cả đội quân có kinh nghiệm nhất ở đợt phòng chống dịch đầu tiên đều được đưa vào chiến dịch này. Chúng tôi khoanh vùng cách ly tiêu độc khử trùng để dập dịch ở cả 3 bệnh viện Đà Nẵng và một số điểm ghi nhận có ca mắc cộng đồng. Sau đó phong tỏa những nơi nguy cơ lây nhiễm cao, Thứ trưởng Bộ Y tế nói. Về câu hỏi liên quan đến đề xuất cách ly tại nhà trong trường hợp quá tải được Chủ tịch Đà Nẵng đưa ra, Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định hiện khu cách ly tập trung tương đối đông, một số khu đã quá tải nên Bộ Y tế cũng sẵn sàng phương án cách ly tại nhà. Bộ đã chuẩn bị phương án này từ lâu và sẵn sàng thực hiện khi có lệnh của Ban chỉ đạo, ông Cường nói. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 642 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay ghi nhận 195 ca. Tính từ 6 giờ ngày 3 tháng 8 đến 16 giờ ngày 3 tháng 8 ghi nhận 21 ca mắc mới.